tướng Anh cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine, Tổng thống Zelensky bày tỏ biết ơn. Hai máy bay Nga vội vã rút lui khi bị phục kích trên Biển Đen. Tổng thống Zelensky hé lộ bi kịch lớn nhất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 7 đề cập đến nội dung cuộc điện đàm giữa tân thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Văn phòng Thủ tướng Anh thông báo London sẽ tiếp tục hỗ trợ Kyiv trong cuộc xung đột với Nga và nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ biết ơn vì quan điểm đó. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của văn phòng ông Starmer cho biết, Thủ tướng bắt đầu công việc bằng việc xác định điều quan trọng là phải nhắc lại cam kết vững chắc của Vương quốc Anh đối với Ukraine trong ngày đầu tiên nhậm chức. Ông ấy khẳng định, việc thay đổi chính phủ ở Anh sẽ không dẫn đến thay đổi nào trong sự hỗ trợ của Anh dành cho Ukraine và Anh sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ phương tiện phòng thủ mà Ukraine cần. Sau đó, trong một bài đăng trên kênh Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn tân thủ tướng Starmer vì đã tái khẳng định cam kết hỗ trợ Kyiv. Thêm rằng, ông đã chúc mừng chiến thắng của lãnh đạo Anh trong cuộc tổng tuyển cử hôm 4 tháng 7. Nhà lãnh đạo Ukraine viết, tôi biết ơn ông Starmer vì sự đảm bảo của ông rằng sự hỗ trợ của Anh dành cho Ukraine sẽ không thay đổi về nguyên tắc. Tổng thống Zelensky cho biết, ông và tân thủ tướng Starmer đã trao đổi quan điểm trước hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào tuần tới, nơi Kyiv hy vọng sẽ được các thành viên NATO đưa ra những kế hoạch khả thi để Ukraine có thể trở thành thành viên của liên minh. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Washington, các đồng minh NATO sẽ công bố kế hoạch cầu nối để Ukraine trở thành thành viên và công bố các bước giúp Kyiv tăng cường năng lực phòng không. Người phát ngôn của phố Downing cho biết, ông Starmer và ông Zelensky đã thảo luận về hội nghị thượng đỉnh NATO và hội nghị thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu vào cuối tháng này. Người phát ngôn của ông Starmer nói thêm rằng, nhà lãnh đạo Anh hy vọng sớm được gặp Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky bày tỏ mong muốn bắt đầu chuẩn bị cho một thỏa thuận lâu dài giữa hai nước. Trước đó, Tổng thống Ukraine đăng một thông điệp trên mạng xã hội X rằng ông mong muốn làm việc với nhà lãnh đạo mới của Anh về các vấn đề an ninh. Ông Zelensky viết, Ukraine và Vương quốc Anh đã và đang và sẽ tiếp tục là những đồng minh đáng tin cậy dù gặp phải khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ và thúc đẩy các giá trị chung về cuộc sống, tự do và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Anh là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất sau khi chiến sự tại nước này bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2022. London đã chuyển giao cho Kyiv nhiều khí tải hiện đại, nổi bật là tên lửa hành trình Storm Shadow và xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2. Cũng trong cuộc điện đàm ngày 5 tháng 7, lãnh đạo Anh và Mỹ đã thảo luận về các cam kết chung liên quan tới mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, cũng như về những tham vọng chung nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, theo văn phòng Thủ tướng Anh. Ông Starmer mong muốn được hợp tác trên toàn bộ khía cạnh của mối quan hệ, bao gồm quan hệ đối tác AUKUS và đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. AUKUS là liên minh quốc phòng giữa Mỹ, Anh và Australia thành lập vào năm 2021. Nhà Trắng từng ám chỉ khối này có thể được mở rộng trong tương lai để kết nối với các đồng minh ở châu Âu và châu Á. Ông Starmer, 61 tuổi, là cựu luật sư nhân quyền và cựu trưởng công tố, lần đầu được bầu vào Quốc hội hồi năm 2015. Ông trở thành lãnh đạo công đảng đầu năm 2020. Đảng của ông Starmer đã giành được 410 ghế nghị sĩ trong cuộc bầu cử Quốc hội hôm 4 tháng 7, vượt sang mức cần thiết 326 ghế để thành lập nội các và bầu tân thủ tướng. Kết quả này khiến ông Rishi Sunak, thủ tướng trẻ nhất của Anh trong hơn 200 năm qua, mất chức. Truyền thông Nga mới đây đưa tin, vừa qua, một sự cố thú vị đã xảy ra trên Biển Đen. Theo đó, các báo cáo cho biết, Không quân Hoàng gia Anh RAF đã điều động một máy bay trinh sát RC-135W đến khu vực Sevastopol, đi cùng với hai máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon có bộ thu phát tín hiệu. Trong quá trình làm nhiệm vụ, hai máy bay chiến đấu hộ tống đã tách khỏi chiếc máy bay trinh sát. Tại thời điểm này, hai chiến đấu cơ không xác định của Nga đã nhanh chóng tiếp cận chiếc RC-135W đang bay một mình. Tuy nhiên, tình huống bất ngờ đã xảy ra. Một cặp Eurofighter khác đã nhanh chóng xuất hiện để hộ tống. Trước đó, hai chiếc máy bay này cũng bay theo máy bay RC-135W nhưng không bật bộ thu phát tín hiệu. Trước ưu thế về số lượng, các máy bay chiến đấu của Nga đã phải rút lui. Các blogger quân sự phương Tây đã ca ngợi chiến thuật của Anh, mô tả sự việc này là chiến thắng trước các phi công Nga. Tắt bộ thu phát tín hiệu là một động thái chiến thuật trong các hoạt động quân sự để tránh bị radar của đối phương phát hiện. Hành động này nhằm giảm thiểu tín hiệu điện tử của máy bay, khiến các hệ thống radar trên mặt đất và trên không khó phát hiện và theo dõi hơn. Tuy nhiên, bay mà không có bộ thu phát tín hiệu trong không phận dân sự rất nguy hiểm,
nó làm tăng nguy cơ va chạm trên không trung vì các máy bay khác và trạm điều khiển không lưu có thể không biết vị trí của máy bay. Đây là lý do tại sao máy bay quân sự thường phối hợp với trạm điều khiển không lưu khi hoạt động trong khu vực dân sự, ngay cả khi họ tắt bộ thu phát tín hiệu vì mục đích chiến thuật. Trong các tình huống chiến đấu, việc tắt bộ thu phát tín hiệu là một phần của các chiến lược tác chiến điện tử rộng hơn. Eurofighter Typhoon cũng có thể sử dụng các biện pháp đối phó khác, chẳng hạn như gây nhiễu radar và chiến thuật tàng hình để giảm khả năng bị phát hiện và tăng cơ hội sống sót trước hệ thống phòng không của đối phương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Mỹ đang tăng cường triển khai máy bay không người lái chiến lược trên Biển Đen để giám sát và cung cấp thông tin mục tiêu cho các loại vũ khí chính xác của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, hành động này làm nổi bật sự tham gia ngày càng tăng của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong cuộc xung đột ở Ukraine. Những chuyến bay trinh sát của phương Tây sẽ làm tăng đáng kể khả năng xảy ra các sự cố trên không, đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Liên minh và Nga. Các nước NATO sẽ chịu trách nhiệm về những kết quả như vậy. Để đáp lại, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Andrei Belousov đã chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga xây dựng các đề xuất phản ứng nhanh nhằm đáp trả lại những gì họ gọi là hành động khiêu khích của Mỹ liên quan đến hoạt động máy bay không người lái trên Biển Đen. Không phận trên Biển Đen gần đây đã yên tĩnh hơn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết không có bất kỳ dấu hiệu nào của máy bay không người lái Mỹ hoạt động trên vùng biển này trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, ngày 23 tháng 6 vừa qua, mọi thứ đã thay đổi. RIA Novosti sử dụng dữ liệu từ trang web File Radar 24 cho biết một máy bay không người lái RQ-4B Global Hawk của Mỹ đã bay trên Biển Đen trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine nhằm vào Sevastopol. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các chuyên gia Mỹ đã sử dụng thông tin từ máy bay không người lái này để dẫn đường cho tên lửa ATAK trong cuộc tấn công. Sau đó, ngày 24 tháng 6, các kênh Telegram của Nga như Fighter Bomber tràn ngập những câu chuyện về một máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ bị bắn hạ trên Biển Đen. Tuy nhiên, các quan chức quân sự Mỹ và Nga đều không xác nhận sự kiện này và Điện Kremlin cũng không đưa ra bình luận. Hồi tháng 3 năm 2023, một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ đã rơi xuống Biển Đen, thu hút rất nhiều sự chú ý. Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ cho biết chiếc máy bay không người lái trên đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ và va chạm với một máy bay của Nga. Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận điều này và nói rằng không có chỉ đạo nào với máy bay chiến đấu của họ và máy bay không người lái Mỹ đã vi phạm các quy tắc không phận. Sau sự cố, người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin cho biết Mỹ sẽ tiếp tục bay ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Ông cũng nhấn mạnh rằng máy bay của Nga phải tuân thủ các quy tắc bay an toàn và chuyên nghiệp. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu kết thúc khi tình hình chiến trường có nhiều diễn biến căng thẳng. Mới đây, các chuyên gia quân sự cho biết Ukraine đang thành lập một số lữ đoàn mới nhưng không thể trang bị vũ khí cho tất cả lữ đoàn này. Hồi tháng 5 năm nay, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Economic, chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine, Trung tướng Alexander Pavlyuk tiết lộ, Kiev đã lên kế hoạch thành lập ít nhất 10 lữ đoàn mới để chuẩn bị ứng phó một cuộc tấn công của quân đội Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, trụ sở tại Mỹ, nhận định, Ukraine đang giải quyết những thách thức về nhân lực và đang thành lập một số lữ đoàn mới. Tuy nhiên, việc chuyển giao vũ khí phương Tây bị chậm trễ và không đủ số lượng có khả năng sẽ khiến Ukraine không thể trang bị vũ khí cho tất cả những lữ đoàn mới này. Theo ISVK, sự hỗ trợ an ninh kịp thời và phù hợp tiếp tục là yếu tố quyết định quan trọng về thời điểm và quy mô mà lực lượng Ukraine có thể giành thế chủ động trên chiến trường và tiến hành các chiến dịch phản công quan trọng trong tương lai. Ngày 3 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra đánh giá tương tự. Tổng thống Zelensky cho hay lực lượng Ukraine đang có nhân lực tốt hơn so với vài tháng trước, nhưng họ vẫn thiếu trang thiết bị cần thiết. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, một vấn đề có thể được giải quyết nếu người ta có ý chí và công cụ. Chúng tôi có ý chí và công cụ, nhưng chúng lại chưa đến. Mỹ đã cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine hồi tháng 4 năm 2024 sau nhiều tháng trì hoãn do sự phản đối của Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng trang thiết bị này mất quá nhiều thời gian để tới được tiền tuyến. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, đây là bi kịch lớn nhất của cuộc xung đột này giữa quyết định và thực tế. Chúng tôi đã chờ đợi rất, rất lâu. Đồng quan điểm với Tổng thống Zelensky, chỉ huy lữ đoàn cơ giới độc lập số 24 của Ukraine hoạt động gần thành phố Chasovka nói rằng các đơn vị của Ukraine cần thêm vũ khí để bảo vệ thành phố. Đây không phải lần đầu tiên Ukraine đối mặt sự chậm trễ trong việc có được vũ khí cần thiết để chiến đấu. Năm ngoái, báo cáo do Viện Kinh tế Thế giới Kiel Đức soạn thảo chỉ ra rằng chỉ một nửa số vũ khí hạng nặng mà các đối tác của Ukraine cam kết đã thực sự được chuyển tới.
năm 2023, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky, ông Mykhailo Podolyak nhận định, những nỗ lực quân sự của Ukraine đối phó Nga đã chậm tiến độ 6-9 tháng do phương Tây chậm chuyển giao vũ khí vào mùa thu năm 2022. Hồi tháng 5 năm nay, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, Tổng thống Zelensky cho biết phương Tây luôn cung cấp vũ khí trễ một năm so với thời điểm Kiev cần. Thậm chí hồi tháng 4-2024, một sĩ quan Ukraine giấu tên nói với tờ Politico rằng sự chậm trễ liên tục khiến vũ khí phương Tây không còn phù hợp khi chúng được đưa tới chiến trường. Theo ISVK, Ukraine không có thời gian và sự linh hoạt để chờ đợi nguồn cùng vũ khí từ phương Tây mà trang bị cho các đơn vị mới. ISVK lưu ý, Ukraine phải chờ đợi càng lâu để trang bị và triển khai các đơn vị mới, thì lực lượng Nga càng có cơ hội làm gián đoạn các nỗ lực của Kiev để tập trung sức mạnh chiến đấu cho các hoạt động phản công trong tương lai.